Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mặc dân đói, Đảng vung tiền tỷ mua quà cho nhau. Mạng xã hội tuần qua đã chia sẻ hình ảnh 11 con bò tót lai bị bỏ đói gầy trơ xương ở Ninh Thuận, khiến nhiều người xót xa cho những con bò và cả cho tiền thuế của nhân dân vì đã chi ra tới 5 tỷ đồng cho dự án này. Tính ra mỗi con bò được đầu tư khoảng 500 triệu đồng cho một dự án đề tài cấp nhà nước với tên gọi khai thác và phát triển nguồn gen bò quý hiếm tại vùng giáp danh 3 tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa với kinh phí gần 5 tỷ đồng được triển khai. Đây là hình ảnh những con bò tót trơ xương và đề tài được cấp kinh phí tới 5 tỷ đồng của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Xuân Thám, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng làm chủ nhiệm. Hiện nay, ông Thám đang giảng dạy tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Tuy nhiên, đến tháng 6 năm 2019 thì kết thúc đề tài. Kể từ đó cho đến nay, những con bò tót lai đã bị bỏ rơi, thiếu thức ăn nên cơ thể suy kiệt, gầy, trơ xương. Đó chỉ là chuyện mở đầu cho hàng loạt khoản mục chi tiêu tiền ngân sách vô tội vạ đến mức cười ra nước mắt như vậy. Chủ yếu là từ các cơ quan đầu não của Đảng Cộng sản Việt Nam ở các địa phương để phục vụ cho các đại hội đảng bộ. Vừa qua, trên báo chí, mạng xã hội đã có nhiều thông tin về việc đại hội đảng bộ của tỉnh này, tỉnh kia còn có việc mua sắm gây bức xúc cho dư luận như cặp da, máy tính bảng, có nơi thì mua cả gói thầu để mua cả quần áo, áo vest, đèn bàn cho đại biểu. Trong khi nhân dân nhiều vùng thiếu thốn, trẻ em đói ăn, thiếu mặc, thì thông tin chi tiền ngân sách mua tặng mỗi đại biểu một chiếc áo vest vải và phụ kiện đều nhập khẩu đắt tiền lên tới 6 triệu đồng một chiếc, khiến dư luận đang bàn tán xôn xao và hết sức phản đối. Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã mới mời thầu trang bị 350 máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S6 Lite với tổng dự toán hơn 3,2 tỷ đồng để tặng các đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra. Tính ra mỗi máy tính bảng giá hơn 9 triệu đồng, trong khi đó giá máy công khai có nơi chỉ 7,5 triệu đồng mà thôi. Còn tỉnh ủy Quảng Trị cũng mới chào thầu gói mua bình hút tài lộc cao cấp là các bình gốm sứ trị giá khoảng từ 500 đến 600 ngàn đồng một chiếc để tặng đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh này. Truyền thông trong nước cho biết, văn phòng tỉnh ủy Tuyên Quang đang mời thầu trong nước hai gói thầu gồm may trang phục cho đại biểu huyện dự đại hội đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17 và may trang phục đại biểu thành phố và các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy dự đại hội đại biểu tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17. Theo đó, gói thầu số 1 sẽ may 203 bộ trang phục với dự toán là 1,2 tỷ đồng. Gói thầu số 2 sẽ may 225 bộ trang phục với dự toán lên tới 1,3 tỷ đồng, tức là mỗi bộ giá khoảng 6 triệu đồng. Đây là hình ảnh chiếc áo vest trong bộ com lê may tặng đại biểu. Tất cả 428 bộ trang phục này đều yêu cầu có chất liệu cashmere tại Ý, nguyên phụ liệu là cúc áo, khóa quần chỉ may nhập của Đức, chất liệu vải lót trong của Nhật. Mỗi bộ sẽ được may theo số đo cụ thể của từng đại biểu. Nhà thầu sẽ cung cấp các sản phẩm tới tận nhà từng đại biểu. Theo báo Dân Tộc của hôm 30 tháng 9, tỉnh Tuyên Quang có 61 xã và 699 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tờ báo cũng cho biết thêm tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh này giảm từ 27,8% vào đầu năm 2016 xuống còn 11,8% vào cuối năm 2019. Giới chức tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 10%. Một số tỉnh nghèo như Cao Bằng được ghi nhận mời thầu mua 400 cặp da tặng đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh với kinh phí 1 tỷ đồng. Tỉnh ủy Đắk Lắk thì chi 1,4 tỷ đồng mua cặp da, đồng hồ, bút bi, bình gốm tặng cho đại biểu. Từ các con số nêu trên, mạng xã hội đã dấy lên ý kiến rằng nếu kiểm toán đụng đến kinh phí mua sắm liên quan đến việc tổ chức đại hội của đảng bộ 63 tỉnh thành và 6 đảng bộ thuộc trung ương, đảm bảo phần chìm của thằng băng sẽ còn ghê gớm hơn vụ mua com lê của tỉnh Tuyên Quang rất lớn. Mới đây, tỉnh nghèo Quảng Bình cũng đã dự chi 2,2 tỷ đồng để mua cặp đựng tài liệu cho khách mời và đại biểu. Tính ra, mỗi chiếc cặp có giá 3,7 triệu đồng. Trong khi đó, giá bán online mỗi chiếc cặp chỉ có 300.000 đồng mà thôi. Như vậy, riêng việc mua cặp này, giá đã được thổi lên gấp 10 lần. Hà Tĩnh cũng đã chi 2 tỷ đồng mua cặp da phục vụ tổ chức đại hội đảng. Để phục vụ công tác tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh đã chi 2 tỷ đồng mua 700 chiếc cặp da đựng tài liệu, giá mỗi chiếc cặp gần 3 triệu đồng. Đây là hình ảnh
chiếc cặp da tặng đại biểu trên mạng giao bán chỉ cỡ 300.000 nhưng duyệt chi hơn 3 triệu đồng. Một thông tin khó tin mà có thật, đó là Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, nơi trung tâm đầu não đã quyết định chi tới 3 tỷ đồng cho cán bộ Hội đồng Nhân dân đi Buôn Ma Thuột và Đà Lạt để học tập kinh nghiệm. Thật không thể hiểu nổi từ nơi văn minh như Hà Nội lại phải đi Tây Nguyên học kinh nghiệm và ngân sách phải chi ra 3 tỷ đồng. Đó là quyết định số 275 của Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình ký ngày 5 tháng 10 năm 2020 phê duyệt nội dung mời thầu cho cán bộ đi học tập kinh nghiệm ở Tây Nguyên. Nội dung văn bản này được nhà báo Trương Châu Hữu Danh đưa lên trang Facebook cá nhân vào hôm 5 tháng 10 năm 2020. Mạng xã hội xuất hiện rất nhiều lời bình vừa mỉa mai vừa xót xa cho những đồng tiền xương máu của nhân dân bị vung vãi vô tội vạ. Trên trang Facebook cá nhân với trên 200.000 người theo dõi, nhà báo Bạch Hoàn viết như sau. 428 đại biểu tham dự hội nghị Đảng bộ tỉnh và thành phố Tuyên Quang, mỗi người được may một bộ trang phục dự đại hội dâng tận nhà. Tất cả quần áo may cho đại biểu đều dùng vải của Ý, cúc áo, khóa và chỉ may là hàng nhập từ Đức, thậm chí vải lót phải của Nhật. Thế cho nên mỗi bộ trang phục có giá tới 6 triệu đồng. Vậy là để may quần áo đắp lên người 428 đại biểu đã tốn 2 tỷ 568 triệu đồng và nó được nhét vào hạng mục chi thường xuyên. Một tỉnh có đến gần 30% hộ dân đang thuộc diện nghèo, một tỉnh năm nào cũng phải ngửa tay xin tiền trung ương vài ngàn tỷ đồng. Như năm 2020, dự kiến khoảng 7.300 tỷ đồng, mà lãnh đạo tỉnh lại xính ngoại, đắp lên người cán bộ quần áo là lượt, mỗi bộ tới 6 triệu đồng. Đây là một sự thử thách giới hạn chịu đựng của người dân ở cái đất nước khốn khổ này. Mỗi bộ quần áo của cán bộ Tuyên Quang mặc dự đại hội như là một cái tát vào mặt nhân dân, một lời thách thức. Đây là hình ảnh cha mẹ của cậu bé lớp 6. Cậu bé này đã tự tử vì không có quần áo mới đi học ở huyện Alagay, tỉnh Gia Lai. Hà Tĩnh quyết chi hẳn 2,2 tỷ đồng để mua 700 chiếc cặp da Trung Quốc tặng đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh. Mỗi chiếc cặp giá gần 3 triệu đồng, bằng nửa tấm áo quan Tuyên Quang, tức là giá trị tương đương 39 kg lợn hơi. Để dễ hình dung có thể quy đổi, mỗi đại biểu đi đại hội khi về có nửa con lợn. 700 đại biểu đi đại hội về thì có 350 con lợn. Nhà báo Bạch Hoàn đã nêu nhận định như vậy. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã đưa ra chủ đề chống lãng phí phải bắt đầu từ đại hội đảng với bài bình luận như sau. Để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ toàn quốc thì cần phải bắt đầu từ cấp xã, huyện, tỉnh. Quá trình này kéo dài cả năm. Không tính cấp chi bộ, chỉ tính cấp xã trở lên, cả nước có tất cả bao nhiêu đại hội đảng. Hiện cả nước có 10.614 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 8.295 xã, 1.714 phường và 605 thị trấn. Cả nước hiện có 713 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó bao gồm 69 thành phố trực thuộc tỉnh, 50 thị xã, 49 quận và 545 huyện. Cả nước hiện có 63 đơn vị hành chính cấp, bao gồm 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương. Mất bao nhiêu tiền chi phí cho việc tổ chức đại hội đảng trên toàn quốc như vậy? Số liệu này chắc chắn Bộ Tài chính có, nhưng có thể ước lượng thô như dưới đây. Chi phí liên quan đến đại hội cấp xã khác biệt nhau. Ở các xã nghèo chỉ ở mức khoảng 50-100 triệu đồng. Nhưng cấp phường ở các thành phố lớn trực thuộc trung ương thì có thể chi đến cả tỷ đồng. Đây là hình ảnh mẫu bình hút tài lộc cao cấp là hình gốm sứ trị giá khoảng 500-600 ngàn đồng một chiếc để tặng đại biểu dự đại hội đảng bộ của tỉnh này. Lấy mức ước lượng thấp bình quân là 100 triệu đồng thì trên toàn quốc chi phí cho đại hội các cấp xã tốn đến 1.061 tỷ đồng. Chi phí liên quan đến đại hội cấp quận, huyện cũng khác nhau, nhưng nếu tính bằng tỷ đồng thì quận ở các thành phố lớn có thể chi phí gấp 5-7 lần các huyện nghèo. Lấy trung bình mức thấp cho chi phí cấp huyện là 2 tỷ đồng thì tổng chi phí trên toàn quốc cho đại hội cấp huyện là 1.426 tỷ đồng. Chi phí liên quan đến đại hội cấp tỉnh thành rất lớn. Một tỉnh nghèo như Tuyên Quang mà đã dùng tới 2,5 tỷ đồng để sắm quần áo cho đại biểu thì tổng chi phí của đại hội đảng các tỉnh Tuyên Quang không dưới 10 tỷ đồng. Các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì chi phí liên quan đến đại hội sẽ rất lớn. Tính bình quân, chi phí phục vụ cho đại hội cấp tỉnh thành là 15 tỷ đồng thì tổng chi phí trên toàn quốc cho cấp tỉnh sẽ là 945 tỷ đồng. Chi phí liên quan đến đại hội đảng toàn quốc là rất lớn nếu kể cả đại hội trung ương phục vụ cho mục đích đại hội. Những chuyến đi công tác của các bộ ở trong nước và nước ngoài phục vụ cho đại hội đảng toàn quốc và cả bộ máy chuẩn bị văn kiện cho đại hội đảng toàn quốc thì con số sẽ lớn vô kể, không dưới vài ngàn tỷ đồng. Hãy chỉ tính 1.000 tỷ đồng.
Với mức tính khiêm tốn như trên, thì tổng chi phí liên quan đến đại hội đảng các cấp trên toàn quốc lên tới 4.432 tỷ đồng. Thực ra con số này còn thấp hơn con số thực khi tính đúng đủ, nhưng 4.432 tỷ đồng mua được 86.400 tấn thóc, nuôi được 3.409.230 cán bộ suốt một năm với tiêu chuẩn 13 kg một người một tháng ở những năm thập niên 60-80 thế kỷ trước. Trong trường hợp thật khiêm tốn nữa, lấy cận dưới của ước lượng ở mức 50% chi phí nêu trên thì con số cũng đạt đến 2.216 tỷ đồng, là một tài sản rất lớn. Đây là hình ảnh tiền trang trí hoa loè loẹt ở đại hội đảng bộ cấp xã, cũng là một khoản đáng kể đánh vào đồng tiền xương máu của nhân dân. Số liệu ước lượng thô trên đã không đưa vào một mảng rất lớn của đại hội đảng các bộ ban ngành trung ương, quân khu, các tổng công ty, cấp sở phòng, các trường đại học và hàng chục vạn chi bộ cấp cơ sở, và nếu tính đủ cũng lên đến cả ngàn tỷ đồng. Và câu hỏi đặt ra là còn bao nhiêu chi phí ngầm khác nữa? Có một dòng chi phí ngầm lớn hơn các chi phí nhìn thấy, đó là dòng tài chính chi cho các ghế chức vụ, là dòng tài chính chạy chức chạy quyền. Chống chạy chức chạy quyền là một trong những mục tiêu quan trọng nhất mà lãnh đạo đảng và nhà nước đã nhiều lần kêu gọi phải thực thi bằng được. Có người nói đại hội lần này là đại hội không chạy chức chạy quyền. Có đúng như vậy hay không? Giống như tham nhũng, không chỉ ở đâu thấy tham nhũng mà tham nhũng xảy ra khắp mọi nơi. Mỗi ghế chức vụ ở phường, xã, quận, huyện, tỉnh, thành và trung ương đều có giá. Giá rất cao, giá được nhiều người biết. Những người sành về giá có thể nêu ra con số cụ thể cho mỗi vị trí, rồi tổng hợp cho cả nước. Đó là một con số kinh hoàng, làm vỡ mật cả những người dũng cảm nhất. Đã 75 năm kể từ ngày giành được độc lập, nhưng vẫn còn nhiều đồng bào không có cơm ăn, áo mặc, không thể tự cho mình đang cầm quyền lãnh đạo, lại hoang phí mồ hôi nước mắt của dân. Chống lãng phí phải bắt đầu từ đại hội đảng. Ai là người có lỗi lớn nhất khi đã xảy ra tham nhũng to lớn này? Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trù đã kết luận với một câu hỏi lớn như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2020 với bản tin Mặc dân đói khát, đảng vung tiền tỷ mua quà cho nhau. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.